Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip, nhiều người thân của một thanh niên bị tai nạn giao thông đưa thi thể người này đến hiện trường vì cho rằng cảnh sát giao thông rượt đuổi dẫn đến sự việc trên. Ngay sau khi đoạn clip chia sẻ, nhiều người đã bình luận trái chiều gây xôn xao dư luận. Bên cạnh đó, vào tối ngày 25 tháng 8 vừa qua, thì một lãnh đạo huyện Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan công an vừa yêu cầu người thân nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Mi về nhà lo hậu sự, không gây rối trật tự công cộng. Cơ quan chức năng huyện Đắk Mi xác nhận, chiều cùng ngày, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Đắk Mi khiến một thanh niên chết. Sau khi vụ việc xảy ra, người thân chở nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, trên đường đưa nạn nhân đến bệnh viện, xe này xảy ra va chạm với xe của cảnh sát giao thông đang đi tuần tra cùng chiều, khiến xe chở nạn nhân tông một chiếc xe khác. Vụ tai nạn khiến thanh niên trên đường đưa đi bệnh viện chết, nên người nhà nạn nhân để thi thể lại hiện trường, kéo nhiều người tụ tập phản đối, yêu cầu chính quyền giải quyết, gây mất an ninh trật tự và có những hành động vi phạm pháp luật. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã động viên, giải thích để mọi người trở về nhà và tiếp tục làm rõ sự việc. Xe chở nạn nhân bị tai nạn chạy tốc độ cao nên va chạm vào lực lượng cảnh sát giao thông đang đi tuần tra, chứ không có việc cảnh sát giao thông truy đuổi, một lãnh đạo huyện này thông tin. Hiện tại, sự việc này vẫn đang gây xôn xao trong dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Các bạn hãy luôn theo dõi kênh Sơn Mạng TV nhé!